Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xuất khẩu lao động Nhật Bản. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một chủ đề có rất là nhiều người quan tâm, đó chính là đơn hàng cặp vợ chồng đi Nhật và những lưu ý khi đăng ký đơn hàng cặp vợ chồng. Trước khi đi vào chủ đề chính thì mình xin giới thiệu qua một chút. Mình tên là Liên, hiện mình đang làm trong lĩnh vực tư vấn đi xuất khẩu Nhật Bản. Những bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu đi Nhật và mong muốn tìm được đơn hàng phù hợp thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số Zalo 0374988926 để mình có thể hỗ trợ tư vấn trực tiếp nhé. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là đăng ký đơn hàng vợ chồng đi Nhật và những lưu ý khi tham gia đơn hàng vợ chồng. Hiện nay đi Nhật thì có rất là nhiều những đơn hàng và có những cái cơ hội để các bạn có thể được làm việc cùng nhau tại Nhật Bản. Có hai hình thức đơn hàng để các bạn có thể lựa chọn tham gia. Thứ nhất là đơn hàng cặp vợ chồng. Thứ hai là đơn hàng tuyển cặp nam nữ. Và mình sẽ phân biệt hai hình thức đơn hàng này để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Đơn hàng tuyển cặp vợ chồng là những đơn hàng mà các bạn khi tham gia thi tuyển thì sẽ đỗ theo cặp vợ chồng, và sau khi sang Nhật thì các bạn sẽ được làm việc cũng như là ở cùng nhau tại Nhật Bản. Còn đơn hàng cặp nam nữ là tại những cái xí nghiệp họ đang thiếu những vị trí tuyển cho cả nam và nữ. Với những bạn cặp nam nữ và vợ chồng tại Việt Nam thì các bạn có thể tham gia hai hình thức đơn hàng này để có thể được làm việc cùng nhau tại Nhật Bản. Nhưng mình có một cái lưu ý với các bạn, đó chính là đơn hàng tuyển theo cặp vợ chồng hiện nay thì có, tuy nhiên thì sẽ rất là ít. Và đa phần những cái đơn hàng tuyển theo cặp vợ chồng sẽ là những đơn hàng nông nghiệp hoặc là đơn hàng nuôi trồng thủy sản. Đây là những đơn hàng liên quan đến ngành nông nghiệp, và công việc các bạn sẽ phải làm ngoài trời, công việc sẽ rất là vất vả. Và vì vậy, những bạn mong muốn đi theo cặp vợ chồng thì sẽ rất là hạn chế trong cái việc lựa chọn đơn hàng, và sẽ rất là thiệt thòi cho những bạn nào còn trẻ mà muốn đi theo cặp vợ chồng. Mình lấy ví dụ là cặp vợ chồng của các bạn đều là độ tuổi 18 cho đến dưới 30 tuổi, mà các bạn lại muốn đi theo cặp vợ chồng nhưng lại chỉ có cái sự lựa chọn là những cái đơn hàng nông nghiệp hoặc là đơn hàng nuôi trồng thủy sản thôi, thì công việc sẽ rất là vất vả, trong khi cùng cái độ tuổi của các bạn đấy có thể tham gia được những cái đơn hàng trong công xưởng như là đơn hàng điện tử này, đơn hàng chế biến thực phẩm này, đơn hàng cơ khí. Đây là những cái đơn hàng làm trong nhà xưởng, đảm bảo cái mức công việc đều, làm thêm dồi dào, và cũng như là với cái mức lương cao thì các bạn có thể lựa chọn được những cái công việc tốt hơn, thay vì là bắt buộc phải đi theo cặp vợ chồng và làm những cái công việc nông nghiệp sẽ rất là vất vả. Những đơn hàng cặp vợ chồng này bên Nhật họ sẽ tuyển rất là ít, vì khi các bạn sang Nhật sẽ làm việc và ở cùng nhau thì sẽ có những cái vấn đề phát sinh, ví dụ như là các bạn nữ có bầu chẳng hạn, và bên Nhật thì họ sẽ rất là ngại xử lý, và nếu trường hợp các bạn nữ về nước thì khi đó sẽ ảnh hưởng đến chính các bạn, mất thời gian, mất công sức, mất tài chính, và bên xí nghiệp thì cũng bị ảnh hưởng đến cái công việc. Vì vậy họ sẽ rất là hạn chế tuyển đơn cặp vợ chồng. Thay vì các bạn mất thời gian, mất công sức để chờ đợi những cái đơn hàng ít ỏi như vậy, thì các bạn đi theo cặp vợ chồng có thể lựa chọn những cái đơn hàng tuyển theo cặp nam nữ đơn thuần. Mình lấy ví dụ là một xí nghiệp đang thiếu những cái vị trí tuyển cho 4 nam và 6 nữ, thì các bạn sang kia vẫn đảm bảo các bạn được làm việc cùng một xí nghiệp cũng như là ở gần nhau. Tuy nhiên, đơn hàng nào cũng vậy, khi các bạn tham gia thi tuyển thì sẽ có những người đỗ và những người trượt. Mình lấy ví dụ một đơn hàng chế biến thực phẩm, họ cần lấy là 4 nam và 6 nữ thì ít nhất phải có 8 nam và 12 nữ cùng tham gia thi tuyển đơn hàng đó, có những cái tỷ lệ chọi nhất định. Khi các bạn tham gia những cái đơn hàng cặp nam nữ này, bạn phải chuẩn bị cho mình tư tưởng nếu may mắn thì các bạn sẽ cùng đỗ một đơn hàng và sẽ được làm việc cùng nhau tại Nhật Bản. Nếu trường hợp mà không may một trong hai người bị trượt thì không thể vì một lý do là một người trượt mà người kia lại bỏ ngang đơn hàng theo, bởi vì các bạn đã đỗ đơn hàng rồi.
Nếu các bạn bỏ ngang như vậy thì các bạn sẽ mất tiền cọc cũng như là ảnh hưởng đến công ty. Với trường hợp mà một người đỗ một người trượt thì mình khuyên là bạn mà trượt đơn hàng ấy thì các bạn có thể lựa chọn những cái đơn hàng khác và đảm bảo là các bạn sẽ được làm việc ở gần nhau cùng tỉnh chẳng hạn. Như vậy các bạn vẫn sẽ đảm bảo được là mình sẽ lựa chọn được những cái đơn hàng tốt, những cái đơn hàng phù hợp và các bạn sẽ được ở gần nhau, ở cùng tỉnh, hoặc là cuối tuần các bạn vẫn có thể sắp xếp để có thể được gặp nhau. Và một điều mình vô cùng lưu ý với các bạn khi tham gia đơn hàng cặp vợ chồng là khi các bạn đã xác định đi Nhật và khi đã đỗ đơn hàng, từ sau 7 đến 10 ngày thì các bạn sẽ nộp 50% chi phí đơn hàng. Mình lấy ví dụ đơn hàng của các bạn là 145 triệu. Sau khi các bạn đã thi đỗ thì mỗi người sẽ nộp một nửa của 145 triệu, thì tổng của hai người sẽ là khoảng 150 triệu. Đây là một con số không hề nhỏ, và trong toàn bộ cái thời gian các bạn học tiếng để đi Nhật, các bạn sẽ không được đi làm thêm, các bạn sẽ không có thêm các khoản thu nhập, và trong thời gian đó các bạn vẫn phải lo về các chi phí ăn uống sinh hoạt của bản thân cũng như là của gia đình. Những bạn nào có con cái thì áp lực về tài chính sẽ nhiều hơn, vì vậy các bạn sẽ phải suy nghĩ thật là kỹ và xem xét thật là kỹ để làm sao khi mà mình tham gia đơn hàng, mình thi đỗ rồi thì mình có thể yên tâm mình học tập. Và những bạn nào muốn vợ chồng được làm việc ở gần nhau thì các bạn có thể lựa chọn một phương án nữa là một trong hai người sẽ tham gia đăng ký thi tuyển đơn hàng trước, xuất cảnh sang làm việc trước, và người còn lại ở nhà sẽ lựa chọn những cái đơn hàng cùng tỉnh. Như vậy các bạn vẫn đảm bảo được cái việc lựa chọn đơn hàng tốt và sẽ giảm áp lực về tài chính. Ở bên trên là một số những chia sẻ của mình về đơn hàng cặp vợ chồng và đơn hàng cặp nam nữ. Hiện tại thì công ty mình ở ngoài Hà Nội, và một tháng thì có rất là nhiều đơn hàng từ nông nghiệp, xây dựng, ngành cơ khí, ô tô, điều dưỡng hộ lý, hoặc là đơn hàng thực phẩm thì rất là nhiều. Những bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu đi Nhật cũng như là tìm hiểu đơn hàng phù hợp thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số Zalo 0374988926 để mình có thể hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Đến đây thì mình xin được kết thúc video. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng tiếc một like và subscribe kênh của mình để có thể nhận được thêm nhiều video hơn nhé. Xin chào mọi người, bye bye.